Thời gian gần đây, một số xã phường tại thị xã Mỹ Hào đã lắp đặt hệ thống camera công cộng, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Đây là những hình ảnh ghi lại từ camera công cộng của phường Nhân Hòa. Sau gần một năm lắp đặt 2 mắt camera tại điểm hay xảy ra tình trạng đổ rác thải trộm đã cho hiệu quả khá tích cực. Thông qua những hình ảnh thu lại, địa phương này đã phát hiện xử lý nhiều người dân, hộ kinh doanh có hành vi đổ, xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Qua cái việc lắp camera thì chúng tôi đã phát hiện ra nhiều cái trường hợp là nén nút vứt rác thải không đúng nơi quy định. Đã xử lý được một cái trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền là 1.500.000 đồng. Đồng thời thì cũng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, nhắc nhở người dân là có nâng cao cái ý thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, địa phương đi đầu trong việc lắp đặt camera công cộng ở thị xã Mỹ Hào. Từ năm 2019, phường Bạch Sam đã lắp đặt 22 mắt camera công cộng. Ngoài 6 mắt ở trụ sở còn lại, các mắt camera được lắp ở các vị trí ngã ba đường, các tuyến giao thông qua các tổ dân phố có đông người qua lại, khu chợ. Tất cả các mắt camera này đều được truyền tín hiệu về trụ sở công an xã và kết nối với điện thoại di động của cán bộ chiến sĩ công an xã. Qua hệ thống camera mà công an và chính quyền đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về an ninh trật tự, đồng thời theo dõi các thủ đoạn, các đối tượng có hành vi trộm cắp về đêm. Cán bộ trực ban có thể vừa thực hiện công tác đảm bảo trực ban tại trụ sở, vừa đảm bảo được cái việc theo dõi cái tình an ninh chung của trên địa bàn toàn phường. Từ đó để kịp thời có những phối hợp với các tổ dân phố để đảm bảo cái an ninh kịp thời và nhanh chóng. Trong năm 2021 thì đã phát hiện ra hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Điển hình vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 đã từ hệ thống rà soát và dựng lên được 2 đối tượng trộm cắp máy bơm nước tại trạm bơm của công ty Thái Hà Hưng. Hiệu quả từ việc lắp đặt camera công cộng mang lại là khá tích cực. Dù vậy, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, các xã phường hiện nay là chưa nhiều. Với địa phương đông dân cư ở trọ, công nghiệp dịch vụ phát triển như Mỹ Hào, thì việc lắp đặt hệ thống camera nhằm hỗ trợ công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn là cần thiết, nhất là trong lộ trình tiến tới xây dựng đô thị thông minh.